chúng tôi đang quay trở lại với Đùa Như Thật. Và đây chính là thời gian dành cho cả 8 người chơi. Chúng ta sẽ có cơ hội ghi về thêm cho riêng mình được số lượng bình chọn nhiều hơn các bạn còn lại, đó chính là 2 phiếu. Còn các bạn còn lại sẽ được 1 phiếu mà thôi. Luật chơi tại vòng thi đấu này như sau: chúng ta sẽ không còn là một đội nữa, mà sẽ phải thi đấu cá nhân làm sao cho bản thân mình ghi về được nhiều điểm nhất. Chúng ta có thể nhận thấy bên cánh trái là một cái tấm bảng có rất là nhiều ô số 0, 1, 2, 3 chia đôi và nhân đôi. Và bên cánh phải là một chiếc bàn chứa rất là nhiều phi tiêu. Mỗi bàn sẽ có cơ hội phóng 3 lần phi tiêu và tổng kết điểm cho riêng mình. Hai đội của chúng ta sau khi thi đấu xong, chúng tôi sẽ lựa chọn ra đội đỏ, người có số lượng điểm cao nhất sẽ thi đấu tiếp theo cùng với đội xanh, người có điểm số cao nhất của đội bạn. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau vỗ tay cho hai đội chơi bước vào vòng thi đấu này. Theo tuần tự đi, Lê Vũ Đa sẽ thi trước, sau đó tới Nguyễn Huy, rồi tới Hú Quý và tới Thùy Anh nha. Rồi, đầu tiên vỗ tay cho Lê Vũ Đa. Xin mời, bắt đầu. Số 3. Số 3. Tiếp tục, cuối cùng, lượt 2. Hay quá, số nhân đôi. Số gì xanh à? Nhân đôi. Nhân đôi nè. 2, 3, đừng ném vào anh. Trời ơi, hay quá em ơi. Mất lượt à? Mất rồi. Bây giờ là lượt cuối cùng. Tiếp tục, tiếp tục. Nhân đôi, nhân đôi. Nhân đôi, nhân đôi, nhân đôi. Qua luôn nè, qua luôn. Qua bên kia luôn. Hey, số 3 nữa. Hey. Lê Bù Đa của chúng ta đã nhận được 6 điểm cho mình. Em lấy màu hường đi cho nó máu. Đồng ý. Dạ. Yeah. Màu hường là màu may mắn của Nguyễn Huy, có phải như vậy không? Lượt thi đấu Nguyễn Huy bắt đầu. Tiêu đi xa quá, tiêu đi không dính bảng à, vô nè. Số mấy nè? Số không. Trời ơi, nó vô ngay cái ném số không với chia đôi luôn, cũng vậy à, không điểm với chia đôi. Rồi tiếp tục ạ. Ok, bắt đầu. Cố gắng lên nào. Cố lên, cố lên. 1 điểm, chúc mừng. Hay quá em, gì được rồi. Tiếp theo ạ, xin mời. Quý ơi, một người 1 điểm, một người 6 điểm. Em chỉ cần 5 điểm làm ngon rồi, đúng không? Em dở mấy cái này không lắm chứ. Bây giờ em sẽ phải vượt qua được Bũ Đa thì mới có cơ hội bước vào vòng trong thi đấu cùng với thành viên giỏi nhất ở bên kia. Dạ. Mà 3 điểm là điểm tối đa đúng không? 3 điểm là điểm tối đa, em có thể nhân đôi một cái nữa là 12 điểm. Dạ. Bắt đầu. 0 điểm. Không điểm. Quý ơi em ổn không Quý? Nào, em nói rồi em rất là dở mấy cái này. Bình tĩnh em ơi. À, điểm hay quá em. Có điểm là được rồi đúng không ạ? Rất xuất sắc. Mà thua anh rồi em à. Được rồi. Rồi xin mời đội trưởng Thùy Anh. Thực sự á là em nhìn cái này á, em đã tìm hiểu chiến lược rất là kỹ. Em cứ ném đại đi, tại vì em chơi này không hề giỏi một chút nào luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi em. Nếu như đội trưởng Thùy Anh được nhiều điểm hơn thì bạn có cơ hội quyết đấu cùng với thành viên giỏi hơn ở bên kia. Xin mời. Vỗ tay cho Thùy Anh. Bắt đầu. 3 điểm, 3 điểm. Đào rồi. Dính luôn, dính luôn. Ghim luôn anh, ghim vô cái khung luôn. Trời ơi, khoan đã, tôi qua đây tôi lụm cái này đã. Dính ở đây mới ghê nè. Em ơi bình tĩnh, số bình tĩnh lên. Nè, nhắm số 3. Rồi. Số 3. Số 3. Không điểm. À khoan, khoan. Không điểm, không điểm, không điểm. Cố lên. Không, anh hãy bắt tay chúc mừng em. Không ai làm được điều như em đâu. Em không điểm đó. Ừ, em vậy. Biết là em đã lường trước được sự thật này. Dạ, xin mời đội màu xanh. Cố gắng lên Mia. Và cái bây giờ sẽ là lượt thi đấu của Mia. Rất là chói lóa. 3, 2, 1, bắt đầu. Nào. Không. Không.
sống em rồi, chị cố lên. Hai cô gái. Cái cô số 3, cái cô số 3 kia. Cố lên. Một điểm, một điểm. Rồi, xin mời Mia nào. Mia không cần điểm. Em thấy đường Quang Đại nha. Quang Đại thôi. Em có thể chơi theo chiến thuật của mình, quăng một lần hai tay chẳng hạn. Hai tay đi luôn hai cái luôn. Vỗ tay cho Duy Khương. Cố lên. Lập kỷ lục chính mình. Tiếp theo xin mời Gia Huy. Ủa nãy mới thắng màu nào vậy Khương? Màu đỏ. Màu đỏ, lấy màu đỏ đi. Lấy vía hả? Lấy vía. Rồi xin mời. Nào chia đôi. Điểm rưỡi nha, điểm rưỡi nha. 3 điểm. Chia đôi đâu? Không, 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 không sao. Ủa số 0 hả, số 0 hả? À. Số 0 luôn, được 3 điểm luôn. Chúng ta chỉ còn một người cuối cùng. Anh Don, bây giờ em đứng đây, anh ném được không? Chúng em là 100 triệu. Anh Don, anh có bị mù màu không? Mỗi người nên lựa chọn một màu thôi, chọn 3 màu dữ vậy. Tại vì anh biết chắc cũng không có kiểu gì mà anh ném được 9 điểm hết á. Cho nên là thôi mình chọn màu sắc cho nó đẹp. Ok, ok, okay. Thôi em tặng anh cái màu đỏ cho may mắn được không? Rồi, ok. Em đổi cái màu hồng, màu rồi, hồng này đẹp ông dữ lắm vàng nha. Ha. Ừ. Rồi. Rồi, vô cái đèn giao thông nè. Em lẹ lắm nha. Vỗ tay cho anh lên. Anh Don ơi. Một điểm anh Don ơi. Hay quá, anh hay một quá. Điểm anh ơi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã tìm ra được hai người giỏi nhất trong mỗi đội. Đội màu đỏ người giỏi nhất là Lê Bù Đa. Đội màu xanh là Duy Khương. Và hãy chờ đợi xem hai chàng trai này sẽ thi đấu như thế nào trong thử thách tiếp theo. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, đây chính là thử thách thứ hai trong vòng thi đấu cuối cùng mang tên là ai giỏi nhất. Tôi đã tìm được hai người giỏi nhất từ hai đội thông qua thử thách thứ nhất rồi. Và thử thách thứ hai luật chơi như sau. Các bạn ơi, mỗi bạn sẽ nhận được một cái bịt mắt này. Sau khi các bạn bịt mắt lại thì các bạn sẽ phải tham gia thử thách như sau. Mỗi người sẽ chơi riêng lẻ, không thi chung. Lê Bú Đa sẽ bịt mắt lại, sau đó sẽ lựa chọn một cái ghim. Từ vạch xuất phát, bạn sẽ phải di chuyển tới cái bảng trắng của chúng tôi ở đây. Như các bạn thấy, đây là một cái điểm. Sau khi bật bịt mắt lại, Minh Sù sẽ dán một cái điểm này ở một cái vị trí khác. Sau đó Minh Sù sẽ đo từ điểm này đến vị trí ghim của các bạn là khoảng cách bao nhiêu. Sau 3 lượt ghim, bạn nào có đoạn đường ngắn hơn, bạn đó sẽ là người giỏi nhất trong vòng thi đấu này. Các bạn hiểu rõ luật chơi đúng không ạ? Và bây giờ xin được trao cho hai bạn một cái Doraemon, cái miếng vàng, màu vàng, màu vàng. Ờ rồi, vàng. Tự chia luôn. Bạn nào bịt mắt, bạn nào thi trước bịt mắt. Cương. Cương thi trước. Trời ơi, Cương mà mạnh dạng dễ sợ. Cổ vũ em đồng đội. Lượt thi đấu của Duy Cương bắt đầu. Đây là cái game của em. Di chuyển nào, di chuyển nào. Ngắn nhất nha, ngắn nhất nha. Mạnh lên, mạnh lên. Rồi. Quay về, quay về, quay về. Bây giờ lần 2 bắt đầu di chuyển. Duy Cương cố lên. Tới chưa, tới chưa? Chưa, chưa, tới nữa, biết nữa. Tới chưa, tới chưa? Tiếp, tiếp, rồi, rồi. Yeah, yeah, yeah. Tới chưa, tới chưa? Có anh ở bên cạnh em rồi. Rồi, quay lại nè. Ok, đây chính là cái game dành cho em nè. Rồi, lượt thi đấu thứ 3. Như ông già vậy đó. Có bao nhiêu tuổi đâu. Rồi, game. Yeah. Rồi, bây giờ mình sẽ đo kết quả nha. Rồi. Ok. Lượt thi đấu của Duy Khương đã xong. Và bây giờ anh sẽ dán lại một vị trí mới cho em nhé. Đây là vị trí mới dành cho em. Ok, bịt mắt nào. Bịt mắt gì đúng không? Mọi người hãy ủng hộ cho Lê Bù Đa nha.
Và bây giờ lượt thi đấu bắt đầu. Hết hồn. Chưa đâu. Tiếp một bước nữa. Rồi. Game đi. Trời ơi. Hay quá. Trời ơi, hay quá em ơi. Lượt cái nữa nè. Rồi, lượt cái nữa. Rồi, ok. Lượt hai, lên. Đi viên mẫu vậy. Tiếp. Không. Tiếp, đi thẳng. Tiếp. Hay quá Đào ơi, hay quá em ơi. Đây. Rồi, lượt cuối cùng, bắt đầu. Trời ơi, người mẫu quá. Ai giữa anh? Ủa, tự mở được mà. Mở ra được rồi, mở thôi. Vỗ tay cái coi. Trời ơi. Nhưng mà dài quá rồi. Hai kia dài quá. Đúng rồi, hai cái này dài lắm rồi. Không, nhưng mà cũng có thể thắng chứ. Ok. Yeah. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, với ba lượt kim kim của hai thành viên giỏi nhất đến từ hai đội ngày hôm nay thì kết quả như sau. Kết quả của chúng ta sẽ được biết sau ít phút quảng cáo quý vị nhé. Xin mời. Chúng ta đang quay trở lại với đua như thật. Phải nói rằng là chúng ta đã trải qua hết tất cả những thử thách của chương trình rồi và vẫn chưa công bố được thử thách cuối cùng của chúng ta. Ai giỏi nhất, người nào là người giỏi nhất đã nhận về được cho riêng mình, đó chính là hai sự bình chọn. Đây chính là một cái giải thưởng dành cho các bạn trước đã. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu như chúng ta bình chọn hoàn toàn hợp lý với hai sự bình chọn này thì chúng ta sẽ tăng lên được giá trị phần thưởng của riêng mình. Sau khi trải qua thử thách cuối cùng, thử thách thứ hai, đoạn đường ngắn nhất đã thuộc về Duy Cường với 90cm. Còn Lê Vũ Đa thì là 119cm. Vũ Đa liệt ghim.